Dạ em chào anh Quốc Thuận và anh chào chị Hồng Vân. Em xin phép chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Rồi, hai bạn giới thiệu về mình một chút xíu em đi. Em tên là Minh Phương và tên thân mật thuộc bạn bè thường gọi tên là Phương Min. Và năm nay em 31 tuổi, hiện tại em đang làm review food. Em tên là Duy Khang, năm nay em 30 tuổi. Thì em có một cái cửa hàng mỹ phẩm bán skin care nhỏ nhỏ. Em cùng vợ em làm chung cái chuyện đó. Vậy là em vừa review food mà vừa review mỹ phẩm nữa đúng không? Dạ. Là chồng thì là lo về mỹ phẩm, vợ thì lo về thực phẩm. Rồi. Đó, hai cái đều là phẩm hết. Rồi, hai em là lần đầu tiên là quen nhau như thế nào ta? Cái lần đầu tiên là tụi em gặp nhau ở trong tiệm net. Thì tụi em dành chung một cái máy chơi game, Lúc đó là bao lâu rồi? Thời điểm tới hiện tại tụi em ở chung với nhau là được 15 năm. Cách đây 15 năm như đó. Vậy là... thời đó là cái thời quánh võ, võ lâm truyền kỳ với những áo đi sập. Dạ đúng, dạ đúng. Lúc đó là bạn mới 15 tuổi thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Đó, mà bạn đã có một cô bạn gái xinh xắn như thế này rồi. Lúc đầu tụi em đã không ưa nhau sẵn rồi, là em ở cái xóm đó, ảnh từ một cái xóm tới ảnh tới là mặt ảnh đó em có không ưa rồi. Nên khi giành máy là ghét nhau luôn. Nhưng mà lúc đó là Phương Min á có đẹp như bây giờ? Cái ấn tượng đầu tiên mà em gặp vợ em là em thấy không có cái ấn tượng gì luôn, mà em chỉ có suy nghĩ trong đầu là ủa tại sao vợ em đen quá vậy? Chứ xin bạn này là nữ mà tại sao đen quá vậy? Nhưng mà được cái là cũng cao với lại tóc dài. Còn ngoài ra em không thấy không có cái ấn tượng gì hết. Còn em thì sao? Em thì thấy tại vì bạn bè xung quanh em thì nói là trời ơi mới có thằng này nó mới tới sống mà nó đẹp trai đó mà biết không? Trời nó cắt tóc cái kiểu này nọ. Tao cũng thấy nhìn cũng bình thường, có gì đâu đặc biệt, thấy mặt thấy ghét, cái mặt nhìn chảnh á anh. Đó nên là em không ưa luôn. Rồi đến khi nào thì mới có ấn tượng với nhau, ấn tượng ấn đẹp. Tượng khác đó, ấn tượng đẹp á. À là ảnh dụ em, ảnh dụ em. Em đang tự chơi game Audition. Em chị của em dụ em qua chơi Võ Lâm Truyền Kỳ. Xong mới phát hiện ra ông này là sư phụ của chị. Đó rồi sau bắt đầu sư phụ này dụ đệ tử. Thời đó là mình phải nạp kim nguyên bảo đó, đó là để mình chơi game mất thời gian đó. Anh không có tiền hay kẹt tiền không biết nữa, anh dụ em hồi đó là 20.000 để nạp cái viên đó đó. Xong anh em nạp cho ảnh cái xong rồi anh nói là không bao giờ nạp cho ảnh đi rồi anh sẽ trả cho em một chầu trà sữa. Nhưng mà đến lúc trả chầu trà sữa cũng hiếu tiền nữa, lên trà sữa có 17.000 à, anh mới thiếu em 3.000. Em lời được 3.000. Có nghĩa là em trả ly trà sữa đó là 17.000, em lời được 3.000. Nhưng mà tiền xăng với lại tiền xe vẫn là vợ của em ra nữa, em còn lời hơn phần đó. Dạ. Cái thời điểm đó cái xe bị dại chai á, em không biết luôn á. Rồi khi mà em phát hiện ra mình bị dại vậy đó, rồi em có ý định em trả thù hay là em làm một cái gì đó để mà cho đến ngày hôm nay là hai đứa coi như gắn kết buông không nổi không? Dạ không, là em không có, em chỉ suy nghĩ là tìm cách nào để lấy lại hết 20.000 của mình. Thì đó, đó là một cái cách mà để không bao giờ buông đối tượng ra được đó. Dạ. Cho nên mới bị dính tới bây giờ đó. Không thì em vẫn giao lưu nguyên một cái group để mình chơi và cái game đó thôi. Sau một thời gian, ý là đi chơi qua lại các kiểu với nhau nói chuyện, một thời gian khoảng 4-5 tháng á, là tụi em bắt đầu mới tách đi chơi riêng. Ai là người gợi ý cho cái việc gọi đi chơi riêng? Dạ ảnh. Cái thời điểm đó là bạn này mới vừa mua cái điện thoại di động. Rồi xong rồi em thì đang thích giống như là cái kiểu như là mình nhắn tin, mình cái cảm giác mình sẽ nhắn tin như thế nào. Xong rồi cái em về mượn điện thoại ba của em nhắn tin. Thì cái thời điểm đó cái nhắn tin qua lại, cái mỗi lần tối đọc tin nhắn cái cảm giác là nó thích lắm. Người mình nó sao á, cái mình cứ muốn nhắn tin. Xong rồi cái tới một thời điểm nào đó cái em nó thôi đi chơi đi, mình hẹn nhau mình đi chơi. Mấy đứa là hẹn nhau đi chơi mà đi ở đâu? Cái thời gian đó tụi em chỉ chạy vòng ngoài đường thôi. Cái về sau mà cái lần đầu tiên mà tụi em cùng ăn chung là gà rán. Dạ, là lần đầu tiên cùng nhau ăn chung mà đi hẹn hò. Mà có tiền ai trả ta? Không nhớ nữa, hình như Hùng vô sao á. Chà, Hùng luôn. Hình như thời điểm đó Hùng hay sao không nhớ nữa. Ủa lúc đó vậy đâu có được chạy xe máy đúng không? Còn nhỏ mà. Dạ đúng rồi, tụi em đi xe đạp. Dạ. Gạo mầm Vivigaba chứa hàm lượng hợp chất GABA cao gấp 6 đến 10 lần gạo lứt. GABA là loại axit amin ưu việt giúp ổn định đường huyết, huyết áp, giảm stress và hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Đạt chứng nhận lâm sàng từ Viện Dinh dưỡng Bộ Y tế Việt Nam. Gạo mầm Vivigaba gieo sức khỏe, gặt yêu thương. Thời điểm đó là em còn nhỏ nên đâu có được đi khuya đâu ạ. À. Ừ. 9-10 giờ đổ lại. Đi những con đường như thế nào? Dạ bên nước ngoài. Vậy đi có sợ không? À, em ở trong chổng mà em cũng không có gì để sợ đâu anh, tại giờ mình sợ mình cũng phải sống trong chổng đó. Thì ảnh được cái ảnh cũng không sợ ma luôn. Em sợ ba em chứ em không sợ ma. Tại vì em đi chơi về trễ là ba em sẽ đập em. Cho nên là thà là em ban thẳng vô trong đường mộ luôn. Có cái đường nghĩa địa thì em sẽ cắt thẳng vô trong đó để em đạp về là nó sẽ là đường đỡ cực gần hơn nhất. Đúng không? Dạ đúng rồi, đỡ cực hơn. Em chạy về trong cái nghĩa địa đó thì có một cái huyệt nó đang đào nhưng mà em không biết, cái em cứ chạy lủi em gớt xuống đó luôn.
Nhưng sau đó cái xe đạp nó nằm cắm hẳn ở dưới đó. Cái bắt đầu cái dựng chiếc xe đạp lên, cái bò leo lên, xong cái lấy dây để móc cái xe đạp lên, đi kiếm cọng dây đó để mình móc được cái tay cầm của xe đạp mình kéo lên. Dạ. Vậy đó hả? Dạ. Mà lúc em không sợ luôn. Dạ, kiểu như lúc đó em nghĩ là nếu như mà mình về trễ thì mình sẽ bị ba quýnh còn sợ hơn nữa. Sợ ba hơn. Dạ. Sợ ba hơn sợ ma luôn. Dạ. Chứ gặp anh Bin là anh xỉu rồi đó. Trời, xỉu. Thì có xỉu hết. Rồi bao nhiêu lâu thì tụi em chính thức là yêu nhau mà gia đình biết? Tính ra 1-2 năm là bị phát hiện. Tại vì giống như là anh bị lơ là chuyện học á, và phát hiện ra em. Rồi xong gia đình cấm cản là thôi lo học đi cái kiểu này nọ. Hai đứa em vẫn tiếp tục âm thầm lén quen nhau. Đến khoảng 5-6 năm á, thì gia đình đồng ý. Hai bên gia đình cho quen nhau. Nhưng mà tại sao tụi em tới mười mấy năm tụi em mới đám cưới? Tại vì em tuổi tuổi ngọ. Thì ba em nói theo tử vi á, con gái tuổi ngọ thì rất là dễ lấy hai đời chồng. Nếu mình lấy sớm quá thì mình dễ sẽ ly dị lấy một người khác. Mà em thì không thích như vậy. Nên cả hai đều sẽ chấp nhận nhau là quen đến khi mà em 27, 28 tuổi thì mới bắt đầu đám cưới à. Hai đứa đám cưới được mấy năm rồi? Dạ, dạ. 5 năm à. 5 năm rồi, hai có không... baby chưa? Dạ, tụi em có hai bé rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến một cái phần rất là hấp dẫn. Đó là cái phần mà khui tật xấu của đối phương. Đó. Thì trong 5 năm ở với nhau thì có bao nhiêu tật xấu của anh lòi ra? Và cổ có bao nhiêu tật xấu nó lộ ra? Em cho anh nói trước đó. Nói sao liệu mà ngủ với chung phòng khách đó nha. Trời ơi, dằn mặt quá. Không được dằn mặt cho chứ. Bà xã của em thì có cái tật xấu là bày với bừa. Có nghĩa là bà xã em làm một cái gì đó sẽ rất là chỉnh chu, nhưng mà sau cái công đoạn đó thì những cái bày ra thì sẽ không dọn. Thì em sẽ là người dọn, em sẽ đi theo cứ quần quật dọn giống như là nấu đồ ăn để review cho người ta xem á. Thì xong rồi thì cái chén bát cứ để đó, em sẽ là người dọn và đem rửa. Rồi xong rồi lau nhà này kia. Em có bao giờ em review cái bãi chiến trường sau khi vợ nấu chưa? Dạ cái đó thì em không dám. Sắp tới thì sau đây làm đi em, sau đây hot lắm. Không, em cũng sợ có ngày đó em tự review em trước luôn rồi. Thì giờ em có thêm cái tật là shopping không có biết ngừng nữa. Không có biết điểm dừng. Giờ em đạt thành viên kim cương ở trên Shopee mà từ hồi cuối năm cho tới bây giờ, cuối năm ngoái cho tới bây giờ vẫn chưa tụt hạng luôn. Trời ơi, đầm bình với con bí ngô em ơi. Bí ngô nhà chị á, nó mới 14 tuổi đó em, mà nó là thành viên kim cương rồi đó. Miệng đó nghe. Rồi tiếp tục. Giờ em có cái thú vui rất là ngộ là sưu tầm búp bê. Búp bê mà dạng như thần tượng. Thì tới hiện tại cái bộ sưu tầm lên tới 160 mấy con rồi. Trời. Dạ. Không, nhưng mà cái đó dễ thương á, thiệt. Riêng cái đó thì lại không phải là, không phải tật xấu, là dễ thương. Tại vì có những cái thú vui đó mà sau này ví dụ như em giữ được á, tới lúc mình lớn, mình già rồi này cái nọ đó, trời, cái đó nó sẽ rất là quý luôn. Sau này con gái nó sẽ tiếp tục chơi nữa. Gái nhà em á, giống như mấy cái bị lai tính ảnh không, cũng thích chơi siêu nhân nữa. Ảnh thích chơi siêu nhân, cũng muốn sưu tầm nhưng mà không có cửa với em. Tiền đó em lắp vào búp bê của em. Còn gì nữa không? Hay cầu nhầu á, có nghĩa là đa nghi. Em bước ra đường, sau đó cái em đi một vòng về, cái bắt đầu nói em là anh đi uống cà phê ở đâu vậy, anh đi với bạn bè ở đâu vậy, như thế này nọ. Dạ, lại có cái vết rồi á chị, mình có một cái sự vết rồi á, nên mình không có nào mà tự nhiên được á chị. Thôi bây giờ tới em đó. Thiệt ra là ảnh tật xấu của ảnh thì em thấy có đợt thích chơi game mới ngủ nướng thôi à. Sẵn mình kể cái vết luôn đi. Thì thời điểm đó ảnh đi chơi bạn bè tụm năm tụm bảy, mà hai bạn bè tốt em không nói, bạn bè không thành phần, không có được tốt cho lắm. Đó thì em mới nói ảnh đi vậy đúng không, ảnh không có. Và một lần đẹp trời em phát hiện ảnh đang ngồi ở đó tầm 5 tầm 7 chơi game đó, cả từ đó là em cấm luôn. Ủa là chơi game thôi chứ không có phải vụ kia hả? Dạ không, chơi game. Chơi game thôi mà mình cứ nghĩ trong đầu nó em, bắt em tưởng cái vụ kia không phải chơi game mà là bắt ghen. Chị lại tưởng như vậy. Bé nó làm quan trọng quá vấn đề lên. Mình lại tưởng ông này là ông tèm tèm cái gì thì đó. Thì chị mới nói là chơi vớt. Trời ơi, thật sự là nghĩa là bạn ghen đi game đúng không? Dạ có nghĩa là em chơi game khi mà chơi quy một cái hội á thì em sẽ không có biết thời gian. Em sẽ vô em ngồi và em cứ bấm cái liếc từ sáng và tới tối luôn. Có thời gian mà em chơi tới nỗi mà đêm 30 em không về nhà luôn. Nói chung vợ nó cằn nhằn kiểu đó thì cũng đáng dừa lắm. Thôi giờ có vợ chơi với vợ vui hơn game, sao nghiện game quá vậy? Rồi cái dòng mà chơi khuya đó anh, rồi đâu ngủ sớm đâu. Thì sáng mai ngủ dậy trễ. Đó, tật xấu ngủ dậy trễ. Mà sáng em dậy mà anh không dậy là mấy khó chịu rồi.
Nhưng mà ảnh dạy rồi là ảnh không quên kêu em dạy nha. Khi nào em dạy thì em dạy. Anh nói nghe, hồi trước khi mà anh có vợ á, anh cũng khoái chơi game. Nhưng mà anh không có nghiện, thật sự đó giờ anh không bao giờ nghiện game. Và từ khi mà anh có gia đình rồi là anh hoàn toàn luôn. Trong máy anh không bao giờ có cái game nào của anh chứ. Toàn là game của con anh không à. Thật ra anh không có kêu em bỏ, nhưng mà hạn chế lại, đừng để bán game. Vậy chắc cũng đỡ rồi gì. Vậy giờ đỡ. Còn ghiền quá hại chồng chơi. Dạ, có luôn, đều có thú vui chơi game hả? Bây giờ em dành thời gian ra chơi với con là nhiều. Cái thời điểm mà em có bầu á, là ở nhà mà đâu có đi đâu đâu, cũng hè đang chơi game, hai vợ chồng cùng chơi. Cái game đó là em cấm ảnh, nhưng mà hồi anh rủ em ở nhà em chén em chơi thử và hai đứa dính luôn. Bây giờ bỏ chưa? Dạ rồi, ta không còn thời gian để chơi nữa. Còn đặc xấu gì nữa không? Thường chơi game hay hút thuốc lá lắm á. Có thời điểm anh hút phép á, cái cây hút phép hay thuốc lá điện tử á. Trời ơi, tại vì em hồi xưa là em không có nghe được mùi thuốc lá bình thường á. Cái anh chuyển qua cho anh chơi văn minh thôi, anh hút thuốc lá điện tử. Mà bắt đầu anh chơi anh hút mê. Trong ngoài mua tinh dầu từ chai nho đến chai dâu, anh mua đủ thứ mùi rồi, thấy rồi dính rồi. Cái đó cũng tốn nhiều tiền lắm á anh. Đó rồi xong rồi em cằn nhằn thời gian em hâm dọa mới bỏ đó anh. Em mà không dọa chắc bây giờ vẫn còn hút. Rồi sao nữa, còn cái tật xấu gì nữa không? Anh không có nhẹ nhàng. Ủa vậy hả? Chị nhìn bạn này chị thấy bạn nhẹ nhàng lắm. Ý nói từ nhẹ nhàng là cái từ ngữ anh, hai vợ chồng em quá thân với nhau rồi nên khi nói chuyện với nhau là cục xúc á. Đó, không có lãng mạn. Em chỉ muốn anh lãng mạn thêm tí xíu thôi là được rồi. Nó khó tính không? Có. Khó lắm anh, bây giờ đỡ rồi đó, bây giờ em khó hơn. Hồi xưa là anh khó, anh nói em là trời ơi, ý là em bày các kiểu này nọ. Thì bây giờ bắt đầu em vô công việc em cần phải chỉnh chu. Thì em bảo em khó với ảnh, tại ảnh là con trai không có tỉ mỉ được. Em hay cằn nhằn như vậy đó, hai đứa khó qua khó lại. Rồi giờ em mong muốn chồng em thay đổi gì? 15 năm bên nhau rồi đó. Tình cảm lãng mạn và bất cọc cằn, khó tính. Như vậy là đủ rồi. Bất còn em khó tính. Em thì em thấy đối với em vợ em như vậy là đủ đối với em. Tại vì là cũng đã theo em 15 năm rồi, hai vợ chồng em cảm giác như vậy là đủ. Chỉ mong là đừng có đa nghi, đừng có cằn nhằn em nữa. Trời ơi, nhưng mà hai đứa này á, là quen nhau tới 15 năm rồi mà vẫn cứ son trẻ ha. Thì cái hành động mà vợ em mà kiểm soát em mà là anh đi đâu, anh làm gì này kia nọ, nó là của những cặp vợ chồng son á. Chứ còn bắt đầu khi mà sống với nhau là khoảng từ chục năm đổ lên á, là lúc đó những cái việc đó là gần như là bớt sáng đi nhiều lắm á. Thành ra là như vậy là cái lửa yêu đương của tụi em vẫn còn dữ lắm á. Hồi nãy em có nói là hai vợ chồng quen quá rồi cho nên là hay nói chuyện với nhau rất là cục xúc, thấy không? Nhưng mà anh nghĩ là cũng hạn chế lại xíu. Ngày hôm nay anh cũng muốn em nói một vài lời gì đó lãng mạn như giờ đi. Nó hơi lãng mạn. Qua bây giờ anh mà nói lãng mạn chứ em nổi da gà. Bây giờ em nói gì làm sao dám nói lãng mạn. Em thử coi có nổi không. Chị có lãng mạn chứ giờ. Nói gì đứng nghe. Nói gì đi. Tôi với Bin quay mặt đi. Hai chị em mình tự tâm sự đi. Cái thời gian mà em dựng anh xong rồi cái em đi qua bên nhà của anh em ở á, thì cảm giác là cứ mỗi đêm đó anh thấy anh bị chống chải. Anh muốn em về với anh. Anh có nhắn tin với em kêu là em về đi đó. Anh chỉ có thể nói như vậy thôi. Ngoài ra thì nếu mà lãng mạn hơn nữa thì không biết phải thể hiện như thế nào. Thôi em cũng quen rồi. Rồi hết chưa? Dạ rồi. Dạ rồi. Không, anh không lãng mạn được. Em biết ảnh là người tình cảm, người có tình rất là tình cảm nhưng mà không biết thổ lộ. Anh không có nói, anh chỉ hành động không mà, thì mình thấy nó hơi thiếu thiếu. Từ từ đi, anh sẽ chỉ cho một số cái lãng mạn. Dạ. Coi như là ốc là nó nổ luôn đó. Dạ. Rồi. Chúc tụi em hạnh phúc nha. Dạ. Cảm ơn. Xin chào hai em. Bây giờ mời hai em giới thiệu về mình. Chào cô Hồng Vân, con chào chú Quốc Thuận. Con tên là Hữu Phát, con đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay con 28 tuổi, công việc của con là lái xe. Mình lái xe nhà mình hay là... Dạ, con lái xe cho sếp nước ngoài. Rồi, mời con. Dạ, chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận. Dạ, chào khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Con tên là Hồ Thị Ngọc Huyên, con 27 tuổi. Con sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, con là nhân viên bán hàng. Bán hàng cho người ta hay bán hàng cho... Dạ, con bán hàng y tế cho người ta. Dạ. Hai đứa biết nhau từ khi nào? Dạ, tụi con gặp nhau lúc mà tụi con đi chơi ở Phan Thiết. Cách đây bao lâu rồi con? Cách đây 3 năm. Lúc đó con là tài xế, tìm dịch vụ thuê xe để đi. Tìm nhiều rồi mà không có, bắt đầu mới nhớ tới con. Về dịp đó con mới có dịp đi với lại Quyên.
con biết anh Phát khoảng 2015 rồi. Lúc đó anh Phát cũng là một cái người nhân viên giao hàng, còn con là bán hàng. Thì bên shop của con cũng có hay gửi đồ cho anh Phát. Ảnh hay tới rồi lấy hàng rồi đi thôi. Thời gian thì biết ảnh chỉ vậy. Nhưng mà cái lúc đó con có ấn tượng gì về Phát không? Dạ không thích, tại vì ổng cặp đó, với người đen đen. À, bây giờ vẫn đen. Dạ. Rồi còn Phát thì lúc đó con có ấn tượng gì về Quyên không? Dạ lúc đó con cũng vậy, con cũng ghét dữ lắm. Ổng ưa luôn, tại vì nó trắng đúng không? Dạ không có. Tại vì lúc nào cũng làm con bị chửi hết á. Bên đây mà muốn bên con qua lấy hàng là phải lên trên hệ thống. Mà mỗi lần lên trên hệ thống á, điều phối kêu con đi qua lấy hàng. Mà lần nào con qua cũng không bao giờ có hàng hết á. Thành ra có bữa con cọc con mới nói là mới mốt mà không có hàng thì đừng có lên nữa. Đó, vậy từ đó cái ghét luôn. Mà đâu phải tại bả đâu. Tại đó, tại bên đây á. Tại cửa hàng không có hàng nên chưa có đóng kịp. Nói chung là vì cái vấn đề mà giao hàng không có hàng, rồi nhỏ bị chửi, rồi thành ra hai đứa ghét nhau. Cho đến một ngày mà chúng đi Phan Thiết thì bắt đầu chúng mới cảm mến nhau. Đó, từ cái hôm đi Phan Thiết, nè, chuyện gì xảy ra? Chuyến đi đó cũng khoảng 3-4 ngày. Anh Phát bị sốt, tại vì lái xe liên tục mà. Ổng nóng, ổng sốt, ổng nằm có một chỗ à. Xong rồi mới nhờ mấy bé nó mua thuốc cho ổng uống. Mình cứ chăm ổng vậy thôi, thì nếu mà ổng khỏe thì ổng sẽ chở tụi con về nhà. Nếu mà không có khỏe thì sao ai chở được. Mà sợ ông ai đưa về. Thì còn con sao, lúc mà con thấy bé Quyên nó chăm mình vậy là con có cảm động đó, không? Đó. Dạ lúc đó con cũng thấy bình thường. Lúc đó cũng có nói mà, tại vì khỏe đang chở thì tôi về đó chứ đâu có đậm vậy được. Nói chung cũng vẫn chưa có ưa nhau đúng không? Dạ. Rồi vậy sau đó là chừng nào mới ưa nè? Nhà của con có đám giỗ dưới quê. Thì nhờ anh Phát về quê về chở về nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Lại chở về nữa. Nhà có làm việc gì thì anh Phát vào phụ. Rồi khi mà nói chuyện với người lớn thì anh rất là lễ độ, lễ phép với người lớn. Dạ thưa. Con lại ấn tượng với những người như vậy. Lúc đó là con đã bắt đầu ưa bạn Nguyên chưa? Là bạn Nguyên ưa con rồi đó. Lúc đó thì con cũng có chút chút. Nhà có nói là khi nào mà có dịp thì về chơi. Con mới thấy là giống như là có tình cảm với lại mọi người, với lại Quyên. Trên đường đi rồi này kia về nhà cũng có nói chuyện này kia với Quyên. Bắt đầu từ từ tình cảm nó lại nảy sinh. Bắt đầu hai đứa chính thức là quen nhau rồi đi chơi với nhau á là ngày nào? À, cách đó chắc cũng cỡ 1 tháng nữa. 1 tháng nữa. Quyên có kêu con là bây giờ muốn đi là phải xin. Xin ai? Xin anh Hai. Vậy em ở trên này với anh Hai đúng không? Đó, thành ra cái lúc đó em cũng nói là anh cho tụi em đi. Cái anh ok. Ừ. Xong rồi từ đó tụi em mới đi chơi rồi này kia, ăn uống rồi bắt đầu ấy. Là bữa đầu tiên đi là đi đâu? Dạ lúc đó là đi Hộn Rùa, vòng vòng rồi đi phố đi bộ, đi ăn bánh tráng rồi. Bò biếu uống nước mía rồi. Dạ. Đúng không? Đó, đến lúc nào thì con mới chính thức coi như là tỏ tình với cô ấy? Khoảng tuần sau. Có nắm tay nắm chân rồi tỏ tình rồi này kia nọ, đau nụ hôn đầu tiên được không? Dạ có nắm tay. Nắm tay là nói. Nói sao? Anh thích em. Quyên trả lời sao? Lúc đó thì Phát có nói muốn gắn bó dài lâu. Con cũng có suy nghĩ nhưng mà con muốn là anh Phát phải chứng minh nhiều hơn. Chứ nói thì nó ai nói cũng được. Lúc đó thì chỉ là nắm tay thôi. Anh Phát thì nhiều khi cũng có muốn hôn con nhưng mà con né. Dạ con sợ. Rồi bao lâu mới cho nó hôn? Hôn đầu tiên của hai đứa là đợt con có mời anh Phát về quê chơi. Đó là Tết 2018. Đêm giao thừa, hai đứa đi coi bắn pháo hoa. Thì anh Phát hôn. Hôn đâu, hôn má, hôn môi? Dạ hôn má. Hôn là coi như chấp nhận yêu đương rồi. Cái lần đầu mà em về quê á, về quê vợ lúc đó chưa phải là con rể đó, thì là em có ấn tượng gì về ba vợ mình không? Ba vợ em là nói chung là người nông dân chất phác. Tán đồng với hai đứa không? Dạ, ba có nói với Quyên, hạnh phúc của Quyên là ba không có ép, nhưng mà Quyên chỉ cần chọn đúng người. Đó, cái gì là Quyên chịu. Ba cũng chỉ mong là Quyên hạnh phúc. Lúc mà con xuống dưới chơi á, hồi Tết á, sáng mùng 1 con có chúc Tết ba mẹ. Lúc đó ba có nói, bây giờ mà vậy á, là phải nói với lại ba mẹ con xuống để nói chuyện, chứ không là để hàng xóm người ta nói tới nó lui. Quê Quyên là ở đâu con? Dạ con ở Bến Tre. Bến Tre, còn con ở Bình Chánh. Cái lúc mà con chở vợ về là lúc đó là nhà con đang xây. Về là xong không có nói gì con luôn. Một nước một đi vô tắm rửa xong đi ngủ luôn. Bác á mới kêu con qua bên phòng đây ngủ. Mà tối bữa đó trời mưa dữ lắm, cửa không đóng. Mà cái ngoài thì tàu lá dừa với sấm sét á, nó cứ sạc sấm sét đánh đi đó. Con sợ ma con ngủ có được. Con không dám thò tay ra ngoài, con kéo cái cửa lại nữa. Đó là cửa sổ hay cửa cái? Cái cửa mà có cái cánh. Cái lùa đó, cái cửa sổ đó con. Cửa lùa đó. Dạ. Ủa nhưng mà ông tài xế vì sao ông sợ ma là sao vậy? Con nhát cái vụ lắm. Chồng con sợ ma lắm. Chứ ông cũng sợ ma, ông nói ai ông Thuận. Đó trời ơi. Hết chị.
ông Quyền Linh kìa, sợ ma chúa luôn, ông tới Quyền bây giờ ông vẫn còn sợ luôn. Ông Quyền Linh là nổi tiếng rồi mà ông đi quay, mà quay ở tỉnh ở thành vậy đó mà ma ông vẫn sợ. Mà ngộ lắm em, hồi đó lúc mà cô về Bến Tre đó thì là cô lại không sợ ma dừa mà cô sợ ma tre, là sao kỳ vậy đó, thiệt. Trời ơi, tre nó cứ kẹo kẹt chứ ma dừa mình lại không sợ. Những cái người mà sợ ma là không bao giờ gặp hết trơn á. Có mấy lần mà con ngủ là mẹ hay tối hay đi sợ cục kẹt mà lấy đèn pin gọi này kia cứ đi phớt qua phớt lại con sợ. Cái sáng ngày con mới nói, cái mẹ mới nói là tối đi dọn đường pin đó. Mẹ đi đó hả? Mẹ vợ là mẹ của con á, mà tối giống như là chồng con với mẹ con hai người đi tốn tiền nhau vậy đó. Hả, thấy chồng con vừa đi qua thì mẹ con lại đi lại. Cái hai người đâu có biết ai đâu. Cứ nghĩ là có cái bóng vừa đi thì chồng con rình núp. Xong mấy mẹ con vừa đi qua thì mẹ con lại thấy có người kia rình, xong mẹ con lại rình lại. Ừ. Nghĩa là mẹ thì sợ là có hai một người, ma nào đó đi qua. Hai người sợ nhau á. Hai người đều tưởng là hai người là ma hết á. Anh nhỏ quá, bây giờ là bớt sợ nhiều lắm luôn rồi. Chứ trước là em biết đi quay phim đó, cái thà thường đó là diễn viên được ở một cái phòng riêng, em thì phải qua em năn nỉ em cho em vô em ngủ chung với tụi nó, vô xin mấy ánh sáng ngủ chung tụi nó, xong nó không được, nó sợ, nó tưởng anh BD. Có thiệt 100% luôn á. Mà giờ em cũng đỡ rồi đúng không? Bớt rồi nha. Từ cái nụ hôn đó cho đến lúc các bạn lấy nhau, các bạn đám cưới nhau thì là bao lâu? 7-8 tháng. Dạ. Tháng 9 2019 là cưới. Cưới nhanh vậy hả? Dạ. Yêu rồi cho lãng mạn rồi đi chứ đừng cưới sớm làm chi. Em nói đi em. Dạ bác sĩ biểu cưới. Đó tôi nghi rồi đó. Chứ còn hai đứa dự định là bao lâu mới cưới? Dạ tính là 3 năm. Dạ khoảng 2-3 năm là sẽ cưới. Ổn định. Ở kế hoạch là nay em bé được dạ em bé được 16 tháng rồi. Sao con trai gái cơ? Dạ bé trai. Mà cái sự cố mà để khiến cho bác sĩ ông bảo cưới đó khi nào? Dạ lúc ở dưới quê. Là đi về quê chơi đó. Dạ. Quê vợ hay quê chồng? Dạ quê vợ. Về quê vợ. Ngày mình chia sẻ luôn đi em đó. Tại lúc đó là cũng có hơi men, là lúc ở nhà cũng đi công việc á, ra có hai đứa con ở nhà thôi. Ra thì chuyện gì đến nó đến. Dạ. Là con lần đó thôi đó đúng không? Dạ đúng rồi. Bắt chúng luôn rồi. Xỉn có hơi men. Bị bác sĩ biểu cưới vậy là ba mẹ có biết không? Lúc đầu thì con rất là sợ, con mua khoảng chừng là 10 hộp que để thử luôn. Mà con không có biết thử nên là nó không có đúng cái nào á. Xong rồi mấy chị ở bên y tế chỉ á, rồi con thử, con biết là có em bé, xong rồi con báo với anh Phát. Anh Phát nói là có gì đâu, có em bé thì cưới thôi. Xong rồi con cũng giấu, con không dám nói với nhà. Con giấu khoảng là 10 ngày luôn. Anh Phát mới nói là nếu mà vậy thì cứ báo về nhà đi để sắp xếp. Con báo về thôi chứ con không dám về quê nữa. Tại vì thường là nửa tháng hoặc một tháng con mới về quê. Còn con báo như vậy con sợ về quê thì bị la, nên là con chỉ gọi điện thoại con báo thôi. Ba mẹ biết rồi ba mẹ nói làm sao? Mẹ thì có buồn nhưng mà mẹ nghe có cháu, tại vì nhà là cháu đầu tiên mà, nên mẹ rất là vui. Mẹ cứ hỏi, gọi điện thoại là ăn được hay không, hay là có ngán hay không, mẹ gửi đồ ăn lên. Rồi còn bên nhà Phát thì sao? Quyên là người nói cho mẹ em biết. Phản ứng của mẹ sao? Mẹ nói là bây giờ nói với nhà, rồi bây giờ mình coi ngày mình sắp xếp. Mình phụ huynh mình cũng vậy thôi, bây giờ hai đứa nó yêu nhau thật lòng. Đúng rồi, phải lỡ có em bé rồi là phải cưới thôi chứ có vấn đề gì đâu hả con? Dạ. Lại đứa lấy nhau được mấy năm rồi? 2 năm mấy tháng ạ. Bây giờ rồi tới phần khui thật xấu đó. Đó. Cái tính cọc cằn của ông rồi. Dạ đúng rồi, chồng rất là cọc. Rồi khui luôn đi. Con về con mệt, con bày, con dọn đèn dẹp á, con hay nói. Thì chồng lại nạt lại là đừng có nói nhiều. Làm thì cứ làm đi, đừng có nói nhiều. Vì nói nhiều cũng không ai dọn đâu, có mình em dọn thôi. Nếu mà con nói nhiều nữa là chồng bắt đầu chồng quăng một cái gì đó. Không có đập đồ nhưng mà quăng. Ở gần nhà cái bên thì người ta nghe, mà tính của con là ví dụ như chuyện gì trong gia đình á thì chỉ muốn hai vợ chồng biết thôi. Quăng đồ? Dạ chỉ mà. Quăng đồ thôi, quăng một cái gì đó, nhưng mà phòng bên khác người ta sẽ nghe là người phải ta biết tiếng động chứ. Dạ đúng rồi, nhà đó hai đứa đó nó như vậy đó, nó mới cưới nhau mà nó như vậy. Nè thì con khóc, xong rồi chồng mới nói là lại đây anh thương, là hết khóc. Lại đây anh. Xong rồi chồng cứ ôm mà dỗ dỗ nói là mô mốt không có được như vậy nha, mô mốt phải nghe lời anh nha. Tại vì con thì tính của con thì con bướng, dù là con biết con sai á, nhưng mà nếu mà anh la gì con cứ làm tới à. Dạ. Nhẹ nhàng thì mình có thể mình thay đổi. Dạ. Còn từ xấu gì nữa? Ngủ, ví dụ như đi làm về bình thường á là ngủ bình thường nha, còn nếu mà đi làm mà có uống một chút rượu bia về á là coi như là bữa đó khỏi ngủ luôn, không ngái. Dạ ngái dữ lắm. Ổng kêu á là nếu mà ổng ngái á thì lấy cái gì che cái mũi ổng lại. Không có nên nghe. Ủa, tắt thở đó. Hoặc là bóp mũi cũng được, ông nói vậy đó. Không được, cố em gắng nằm nghiêng. Ông nằm nghiêng cho ôm cái ôm vô là sẽ bớt liền. Một cái tật xấu nhất luôn là con muốn thay đổi á là ổng hay đánh rắm. Bùm. Dạ đúng rồi. Nhiều khi á cả nhà đang xem tivi vậy á là nghe có tiếng động là mạnh ai nấy đi hết, có mình ổng ở trong nhà. Dạ.
cố tình hay là do cái thể chất? Dạ con nghĩ là vậy, do nhìn là nhìn được á. Dạ đúng rồi. Vậy sao thay đổi được cái cơ thể của mình nó vậy, còn khi nào cố tình á thì là phải sửa. Nhưng mà ở nhà thì như vậy nha, còn nếu như mà ở những chỗ đông người á, hoặc là đi chơi hoặc là như thế nào đó thì anh không có, còn ở nhà thì có. Vậy là cố tình rồi đó. Cố tình tạo cái hiệu ứng tiếng vang á để vui vẻ vui vẻ. Cái đó là cái con mong muốn thay đổi luôn. Dạ con muốn thay đổi. Cái đó thay đổi dễ lắm, mỗi lần mình chuẩn bị là mình phải bỏ chạy. Không, nhiều khi cô cũng dán không kịp lắm, tới âm lượng nó nhỏ nhất nhưng mà vậy cũng bị phát hiện. Cái người bỏ chạy đầu tiên là con với nhỏ bé em ở nhà. Ở nhà có em vợ nữa, hai em vợ em chồng. Dạ em vợ bé con nhỏ. Thôi vậy mai mốt con cứ ráng chạy vô toilet đi, con khỏi kèm luôn. Có nhiều khi con đi vô toilet cái vợ con. Dạ tới con đó phát. Dạ nãy vợ con cũng có nói là vợ con thật hay cạp ràm, hay nói cũng phải làm mà im cũng phải làm, thì thôi gán làm đi chứ nói lên chi. Nhưng mà con nghĩ là cái đó nói giống như là xả cái chết trong người ra. Cho chú cắt ngang chú. Dạ. Hỏi nè, con có phụ vợ để mà làm cái việc nhà hay không? Dạ có chứ, con có phụ. Tại vì khi con nói cái câu đó ra chú lại thấy nó hơi nặng. Khi con đi làm về con cũng mệt mỏi ngoài lắm, thành ra cứ bước về cái điều đầu tiên con nhìn vô mà con thấy vợ con cái mặt không vui, thành ra con cũng không vui nữa. Rồi một lát hồi cái con đặt cái đít con xuống con ngồi, rồi vợ con là nói này nói kia, rồi nói thì bên lỗ tai mình nữa, mình lại càng khó chịu nữa. Thực ra không biết không, có những người phụ nữ họ có một cái cảm giác cái người chồng hoặc là những người xung quanh không ghi nhận cái điều mà họ làm, thành ra họ cố tình họ nói ra như vậy để mọi người ghi nhận. Nhưng mà theo cô nha, con nên làm theo kiểu như thế này, có nghĩa là khi mà mình đã xác định mình làm rồi, ok thì mình cứ làm đi. Đến một lúc ví dụ như hai chồng vui vẻ này kia nọ đó thì con nói với một tính cách giống như là anh mai mốt á, tại vì em làm rất là mệt ABCD gì đó, thì có thể là anh về á em sẽ không nói nữa, em không nhắc nữa, nhưng mà anh nhớ là anh nhớ phụ em với, tại vì em rất là mệt. Tại vì anh mệt thì em cũng mệt, chứ không phải một mình anh mệt không. Nói vào một cái lúc nó đúng lúc thì cái hiệu quả nó sẽ rất là cao. Như nãy chồng con cũng có chia sẻ vậy đó, nhiều khi cái áp lực công việc ngoài nó quá nhiều, cái mình về thì đằng nào mình phải làm rồi, thì mình đang làm rồi thì người ta thấy mình làm chứ không phải là không. Thì về phía con cũng vậy, ví dụ sau này á con về con thấy vợ con làm vậy, con chỉ cần nói một câu thôi, anh mệt quá bà xã cứ làm đi, có gì chút xíu nữa hoặc cái nào bà xã thấy mệt rồi bà xã cứ để đi chút xíu anh làm. Một lời nói nó không có mất mát cái gì mà nó lại tạo cho vợ chồng có hạnh phúc hơn, yêu nhau hơn, thì cô nghĩ là dạy gì mình không làm điều đó. Rồi bây giờ còn tật xấu nào nữa nè, là cái này mua sắm online được không? À cái đó thì con nghĩ là chắc có, coi cho nó kỹ cái nào mình mua về để mình xài, chứ mình đừng có mua về mà mình không xài được, chỉ nó phí thôi. Đúng. Dạ. Cái đó là cô đồng ý luôn á. Dạ. Con thì hay săn hàng Shopee nhưng mà về nhận ra thì nó không có hoạt động cái máy. Dạ. Nhiều khi là mua xong mà giấu con. Nói ra thì bị chửi nên là thôi im lặng rồi mình bù tiền vào mình trả người ta. Rồi, như vậy là con mong muốn vợ con thay đổi điều gì? Con cũng không mong muốn gì, chỉ có những vấn đề nhỏ như nãy vậy thôi. À. Để vợ chồng hiểu nhau hơn, yêu thương nhau hơn. Xin cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ. Dễ thương quá. Mời hai em ngồi. Dạ. Rồi mời hai em giới thiệu về mình. Con chào cô ạ. Con chú ạ. Con là Lê Viên Hạnh. Thì con 24 tuổi. Hiện tại thì con đang làm kinh doanh. Kinh doanh? Vâng. Con ở đâu? Con đến từ đâu? Con đến từ Hà Nội ạ. Từ Hà Nội. Vâng. À bây giờ vẫn đang sống ở Hà Nội hả? Dạ vâng. Ồ. Mời em. Dạ vâng ạ. Con chào cô Hồng Vân và con chào chú Quốc Thận. Con là Phan Thị Thủy Tiên. Con năm nay 24 tuổi và con đang làm kinh doanh ạ. À. Vâng. Con kinh doanh gì nè? À, con kinh doanh về mỹ phẩm organic ạ, thiên nhiên từ than tre hoạt tính ạ. Bây giờ kể cho chú nghe đi, cái cơ duyên nào mà hai con gặp nhau và có ấn tượng gì về nhau nào? Hai chúng con quen nhau thì rất là tình cờ và anh ấy có mời con làm như kiểu là quảng cáo về về mỹ phẩm của anh đó ạ. Lúc đó con đang làm như kiểu là con hot girl bóng đá. Dạ. Anh ấy đã mời con đến và sau đó thì hai người quen nhau nhưng mà hoàn toàn là chưa có ấn tượng gì ạ. Vâng, không có ấn tượng nhưng gì. Nhưng mà lần đầu tiên con gặp ảnh thì con thấy ảnh có cái nét gì mà để mà con nhớ trong lòng không? Hoàn toàn không có một nét gì thú vị. Hoàn toàn không có một nét gì thú vị. Không có một cái gì ấn tượng cả. Không ấn tượng. Còn con thì sao? Con tại sao con lại mời bạn này làm đại diện con? Thì con được giới thiệu qua một người bạn nữa. Thấy Thủy Tiên thì đợt đấy Thủy Tiên hot bỗng chốc kiểu như là sau một đêm nổi tiếng luôn sau cái cuộc phỏng vấn kiểu trả lời đấy. Thế là con bảo bây giờ tức là khi mà mình làm thì mình phải
tìm xem những cái bạn nào mà bạn ấy đang kiểu hot như vậy. Thế em không tìm được Thủy Tiên. Thế là lần đầu tiên gặp thì kiểu cũng là ngồi một quán ăn thôi. Và cũng có thêm một vài bạn nữa cũng đi cùng Thủy Tiên hôm đấy đi xem một bóng đá về ạ. Con cũng có một cái ấn tượng kiểu nho nhỏ, cứ kiểu như là con thì con rất là ngại. Mà Thủy Tiên thì cứ anh ăn đi, gắp để cho ăn. Kiểu cổ vô tư đó không? Có nghĩa là kiểu thế này vô tư à? Thoải mái. Dạ, có nghĩa là chồng của con thì bình thường là rất là ít nói á, và cũng hơi là lạnh lùng. Thành ra là con gặp con cứ nè bạn ăn đi không phải ngại, ăn đi, cứ ăn hết đi, không sao hết, cứ ăn đi không sao. Ở đây là vui, thoải mái tự nhiên như người nhà nha, cứ ăn. Tại vì lúc đấy là con đang vừa mới đi xem bóng đá xong ạ. Thế là trong một cái buổi ăn đồ nướng, thế là bạn đấy tới. Và thế là cũng mời bạn join vào cho nó rất là tự nhiên thôi ạ. Nhưng mà chú nghĩ là với một cái cô gái mà có nhan sắc như vậy thì chắc chắn con phải có một chút ấn tượng gì về cái nhan sắc của cổ đúng không? Vâng. Rồi sau đó là chắc có lẽ là lên kế hoạch cưa cẩm cô gái này. Có không? Dạ vâng. Kế hoạch con sao con trình bày coi. Thật ra cái cách này con được tư vấn đấy. Tư vấn từ một người anh khác. Anh bảo chú như này, bây giờ mỗi một hôm chú đến nhà chú chú làm mua giỏ hoa quả. Ô mai. Hôm nào con mua đầy ắp luôn. Hôm nào cũng đến. Anh ấy rất là kỳ lạ, bởi vì là cứ 9 giờ là anh ấy sẽ bảo alo em xuống dưới nhà nha, anh có cái này. Rồi anh ấy đưa cho con một giỏ trái cây hoặc là ô mai, xong bắt đầu là anh sẽ cứ đưa xong rồi là đi về liền. Rồi là cứ liền không nói một tiếng nào hết. Dạ. Nhưng mà không hiểu làm sao, tới lúc mà cưa con thì thấy nó có nhiều hoa quả với cả ô mai lắm. Nhưng từ khi lấy xong thì cũng không biết là anh ấy nói là hình như người ta sập tiệm hay sao, từ đó không có còn được lần nào nữa. Rồi vậy là sao? Đến bao lâu thì hai đứa chính thức là đi chơi với nhau theo một cái cách mà đã bắt đầu nhịp tim cùng đập á? Trời ơi, phải lâu lắm ạ. Tại vì anh này anh ấy cũng nhát đi ạ, không dám tán tỉnh đâu ạ. Cứ đến xong rồi về như vậy ạ. Cứ đi nói chuyện xong con cũng thấy anh này cũng quan tâm lắm, nhưng mà không thấy kiểu ngỏ lời yêu hay là tỏ tình hay nói bất cứ một cái gì cả. Con mới tức. Con tức xong con đợt đó con chuẩn bị đi Thái Lan chơi. Thế con mới nói với anh này như thế này. Con bảo là nè anh ơi, em chuẩn bị đi Thái Lan rồi đó. Em mà sang bên đấy em thấy anh nào mà đẹp trai nam vương là em thích liền nha. Em đang cô đơn là em thích liền nha. Lúc đó anh ấy sợ lắm ạ. Anh ấy nói rằng nè em ơi không có được nha, không như vậy là không có được. Vẫn nhất quyết là không tỏ tình hay là cũng không nói là anh thích em rồi đó, hay là em yêu anh đi, hay là em đừng có gì ạ. Ôi sao kỳ vậy Hồng? Sao mới nói là không được là không nói lý do? Dạ. Cái đó là sau bao lâu rồi mà con vẫn chưa có dám nói? Sau khoảng độ tầm chắc là cũng chỉ tầm hơn một tháng thôi. Khi mà Thủy Tiên mà bảo con như vậy là con biết là dính bẫy rồi đấy. Ôi, dính rồi đó. Đấy. Mà đi bao lâu? Con Thủy Tiên đi Thái Lan mấy thì hôm hả? Dạ vâng ạ, đi Thái Lan khoảng một tuần ạ. Xong rồi về nhà thì anh ấy lại còn trêu lại là thế đã tìm được anh nào chưa? Nếu mà chưa tìm lại thì thôi yêu anh đi nè. Đó là cái tỏ tình đó chị. Lời tỏ tình đáng yêu đó. Vui mừng. Lúc mà anh nói như vậy thì là con có đồng ý liền không? Trời ơi, đang ế mà chú. Đang cô đơn mà. Trời ơi, đồng ý luôn ạ. Nhưng mà tụi con đã lấy nhau mấy năm rồi? Được 1 năm 7 tháng ạ. Như vậy là lúc đó là con mới 22 tuổi thôi đúng không? Dạ vâng. Là xung quanh con là vệ tinh rất nhiều. Dạ vâng ạ. Thì lý do gì mà cuối cùng là con chọn bạn này? Con chọn anh ấy bởi vì con thấy anh ấy có cái chí ạ. Thật ra về bản thân con cũng có rất là nhiều anh tán. Nhưng mà cái điều mà con cảm thấy là con cảm mến và cảm phục anh ấy. Bởi vì anh ấy có cái anh ấy dạy con, anh ấy rèn luyện nên con một Thủy Tiên ngày hôm nay là một người trưởng thành hơn rất là nhiều. Và bởi vì là ví dụ quen những cái anh trước đó đi ạ, là gọi là chỉ quen biết thôi ạ. Ví dụ người ta có thích mình chẳng hạn, cũng có những người ta muốn lấy mình luôn ạ. Mà người ta cũng là người có điều kiện ạ. Nhưng người ta con có cảm giác một chút gì đó hơi áp đặt một chút. Ví dụ nhỉ, anh thấy em làm cái này là không có được. Có những cái gây lộn hoặc là nói nhau về những cái quan điểm về chia sẻ. Nhưng anh này thì hoàn toàn khác ạ. Anh này thì nếu mà con mà làm cái gì đó mà ví dụ nó chưa được ok, anh ấy sẽ nói rằng nếu mà em mà có quyết định thì anh vẫn tôn trọng. Đó, và qua rất nhiều lần, vì con rất là ương bướng ạ, qua rất nhiều lần mà lần nào anh ấy nói về đúng kết quả như vậy luôn là con sai nhiều lần thì sau đó con thấy là trời ơi anh này giống thầy bói. Con bảo là sao anh giống thầy bói quá, nói gì cũng đúng. Thế là sau đó là con thấy là người này là người mà kiểu khiến cho mình cảm thấy tâm phục khẩu phục từ cái cách anh ý rèn luyện mình chứ không phải là cách anh ý ngăn cản mình. Dạ, anh ấy không áp đặt mình. Dạ, và con lại có một cái điều mà anh ý rất tuyệt vời luôn là anh rất là hiếu thảo. Anh ấy thì bố anh ấy mất sớm ạ. Nên là anh ấy ở với mẹ, hai mẹ con nuôi nhau. Và thật ra con thương và con cảm mến, cảm phục. Bởi vì anh ấy là gia đình hoàn cảnh rất nghèo khó. Nghèo khó đi lên ạ. Thật sự là con có điều này con cũng muốn chia sẻ.
là con chưa thấy một người đàn ông nào mà suốt ngày mẹ ơi con yêu mẹ nhiều lắm. Trời ơi, xong đến bây giờ luôn ạ, là cứ một tuần là phải vài lần đang không lại gõ cửa phòng mẹ, xong mẹ ơi cho con ôm mẹ một cái nhá, con yêu mẹ nhiều lắm. Có nghĩa là vâng ạ, rồi nhắn tin con chúc mẹ ngủ ngon, con yêu mẹ nhiều lắm. Nếu mà con rất thương mẹ con và rất yêu mẹ con, nhưng con sẽ ngại một chút không dám nói. Nhưng mà trời ơi, chồng con là một anh thanh niên, một người đàn ông mà trời ơi nói mà đôi khi mình cũng cảm thấy hơi ngượng ngượng một chút, nhưng cảm thấy được là anh là một người con rất có hiếu ạ. Dạ. Đấy là con là hai mẹ con hả con? Dạ. Chỉ có hai mẹ con thôi đúng không? Dạ. Bởi vậy mắc lòng mắc ruột. Dạ. Vì thật ra bản thân con nghĩ bây giờ mình một đời mình sống được gọi là cứ cho là 100 năm đi, thì còn 100 năm thì mình cứ nói hết lời yêu thương với mẹ mình còn hơn là kiểu nói càng nhiều càng tốt. Ừ. Hay quá, nghe những gì mà em tâm sự, thật sự anh rất là ngưỡng mộ em. Dạ. Và ngay cả bản thân anh vậy, anh cũng chưa bao giờ nói câu là con yêu mẹ. Nhưng mà cái lúc mà mẹ gặp con á thì là mẹ thích con liền không? Và cái thái độ của mẹ là cái về tình yêu của hai đứa là mẹ có đồng ý liền không? Dạ vâng ạ, là mẹ của con hầu như là tác thành, con nói thật luôn là con đổ mẹ trước khi đổ anh ấy luôn. Đổ mẹ chồng hơn đổ chồng luôn ạ. Điều gì đâu. Vâng, hai mẹ con là... đổ nhau trước đấy ạ. Vâng, hai mẹ con đổ nhau trước là hai gì? Mẹ con đổ nhau trước. Dạ. Trời ơi, tất cả mọi thứ là mẹ vun vén cho chúng con hết, là chúng con mới bây giờ là càng ngày càng gắn bó và khăng khít đấy ạ. Dạ. Thôi nói chung là nghe các em kể như vậy là thấy cái tình yêu của các em quá đẹp rồi. Dạ. Bây giờ anh hỏi nhẹ cái thôi. Dạ. Trước khi tới cái phần hấp dẫn, từ lúc yêu nhau đến lúc cưới nhau, có bao giờ mà hai đứa giận nhau, rồi có bao giờ xảy ra cái chuyện chia tay chia chân gì không? Wow. Được, chia tay thì chưa có, nhưng mà nếu mà cãi nhau giận nhau đến mức mà kiểu mà... như là kiểu nghiêm trọng rồi thì có. Có chia tay không? Wow. Không ạ. Không hẳn là chia tay nhưng mà nó bùng nổ. Bùng nổ chuyện gì? Trời ơi. Dạ. Đó là cái chuyện gì? Đều đều đều. Đều đâu lý là... do con kể coi. Là lúc đó là bọn con chưa lấy nhau, nhưng mà có một lần là anh đập điện thoại. Rồi anh đập tiêu một cái, anh bảo là bây giờ đã nếu mà chia tay thì anh không có chịu được nữa. Anh ấy ném bùm xuống luôn. Con bị sốc luôn, trời ơi, con không thể tưởng tượng nổi. Xong sau đó thì anh về anh ấy lại nghĩ lại và anh xin lỗi. Bởi vì bình thường anh cũng rất là điềm tĩnh. Nhưng mà có lẽ là khi mà anh ấy, vì là một người rất là tình cảm, nên là khi mà anh ấy đón nhận được cái sự việc mà ví dụ cãi nhau chẳng hạn, thì là anh ấy không có chịu được, là anh ấy bùng nổ luôn á. Nhưng mà phải nói là tất cả, ví dụ như tất cả những cuộc cãi nhau của chúng con đều có sự can thiệp của mẹ chồng. Trời ơi, mẹ chồng luôn luôn là thương lắm ạ. Mẹ chồng con ví dụ hai bọn con cãi nhau là mẹ chồng con cứ ở ngoài khóc thôi. Cứ ở ngoài khóc xong mẹ bảo, xong rồi mẹ còn xách túi xách mẹ đi về, mẹ bảo mẹ đi về quê đây các con nhá. Mẹ nhìn thấy các con thế này mẹ đau lòng, mẹ buồn, mẹ không muốn ở với các con nữa đâu. Xong cũng có một lần chúng con cãi nhau. Mẹ chồng con bảo chứ, Thủy Tiên ơi con không thương mẹ à. Con về đi con. Con về với mẹ đi. Mẹ nói liên tục cái câu con về với mẹ đi. Mà lúc đó con gọi là đang rất là giận dữ với anh này, còn đòi cái viết giấy viết tờ luôn ạ. Mà mẹ nói con về đi con, về với mẹ đi con. Là lúc đó con cũng dưng là con thương quá. Thế là mọi thứ là được sự vun đắp từ mẹ chồng đó. Như vậy thì em quá là may mắn rồi. Thôi nếu vậy là bây giờ ngon lành. Dạ. Bây giờ qua cái ngon phần qua kia đi. Tới cái phần hấp nhường dẫn nhất đây đi. Nè, cô ấy đẹp quá. Vâng. Dễ thương quá. Bây giờ lại là một hot TikToker nữa. Vâng. Vậy thì anh muốn hỏi gì chứ, trong một năm, đúng không, một năm bảy tháng ở với nhau. Dạ. Thì cô có lòi cái tật xấu gì nào? Có tật xấu, có yếu điểm. Hải Duyên Hồng. Vợ con thì thật ra là con thấy có đúng kiểu vài cái tật xấu thôi, là gọi là cầm điện thoại nhiều. Đi tắm thì muộn. Thế theo con thì đấy là hai cái tật xấu mà kiểu con là không thích nhất. Cầm điện thoại là làm gì? Nếu là để làm việc ấy, thậm chí một ngày cầm đến lúc mà gọi là kiểu thâm quầng hết cả mắt lên. Vâng. Ví dụ như nữ công gia chánh thì sao, nấu ăn thì sao, rồi ở nhà có bừa bộ hay không đó, rồi những cái sau đó. Về cái việc nấu ăn thì vợ con chia sẻ ngay từ ban đầu, cái này vợ không giỏi lắm, em không giỏi lắm. Thì lúc đầu con bảo không được, bây giờ anh đi làm kinh tế, bây giờ em ở nhà em phải làm những cái việc đấy. Nhưng mà vì sau Thủy Tiên là người thay đổi cho con cái quan điểm đấy, bởi vì là mỗi một người thì thật ra chỉ giỏi một thứ thôi. Mà bây giờ mình ở với nhau thì đương nhiên là thi thoảng thì vẫn phải nấu. Ví dụ bây giờ dạo này Thủy Tiên rất hay nấu chè cái thứ để cho cả gia đình ăn, thì tức là bây giờ bạn ấy cũng đã thay đổi được nhiều về cái đấy rồi ạ. Không thể bắt bạn là gọi là nấu ăn giỏi mà TikToker giỏi luôn, nói chung là không. Vâng. Một trong không, hai không, thôi đúng không? Dạ vâng. Ừ, bây giờ về con mong muốn Thủy Tiên thay đổi điều gì nhất? Chồng muốn là vợ không tắm đêm nữa, tắm sớm hơn. Điện thoại thì là sao? Điện thoại thì cầm ít hơn cho đỡ kiểu thâm mắt cái thứ này. Vâng. Cho bớt thâm quần của mắt đúng không? Bây giờ tới con đó. Dạ. Chồng con có tật xấu gì khui đi con.
thay đổi sắc mặt liền thấy không? Amazing luôn ạ. Trời ơi, chồng con có một cái tật mà hay rút súng bằng một cái. Thúy Tiên, bằng. Trời ơi, nó thúi. Nó rất thúi. Anh ấy rất chịu khó thả bom trước mặt vợ ạ. Mà chỉ cho vợ người thôi, trời ơi. Thả bom chủ động luôn đúng không? Suốt ngày là cứ con chỉ cần thấy là bắt một cái thôi là con biết rồi. Trời ơi, con có chạy xuống đây đâu được không? Không chạy được, anh ấy phải bằng ngược, anh ấy ghim đầu con lại để cho con. Mỗi lần vậy con vui lắm không? Vâng ạ, trời ơi. Thật ra con nghĩ cái đây nó cũng là kiểu hai vợ chồng thoải mái, nhưng mà thật ra vợ con xong rồi kiểu bây giờ hơn 2 năm ở với nhau rồi thì bây giờ cũng thấy nghiện à? Cũng như thế ạ. Nghiện đúng không? Mà ngày nào mà không rút súng mất chiếc là cũng như thế. Cũng trùng chăn. Đúng rồi, là con đang nằm đây trùng chăn. Một đứa rút súng, đứa thả lựu đạn cũng vậy thôi. Không, ban đầu là bảo em không thích cái đấy đâu. Nhưng mà bây giờ mà ngày nào mà hơn con. Ngày nào mà anh ấy không rút súng là như em là con khó chịu đúng không? Rồi còn tật xấu gì nữa nè? Tật xấu của anh ấy là anh ấy rất hay ghen ạ. Trời ơi, anh ấy là người của gia đình ạ. Và hầu như là thời gian anh ấy dành hết cho gia đình, bà con cũng không thấy anh ấy có đi chơi bạn bè, bia rồi nhậu nhẹt nào, hoàn toàn không, chỉ có bên vợ và con và gia đình và mẹ. Đó là quay TikTok là hạnh phúc bên nhau, vui vẻ cả nhà thôi. Nhưng mà trời ơi, có một cái tính là siêu ghen tuông là. Đâu ghen sao nào? Trời ơi, dễ sợ lắm ạ. Ví dụ là con mới đi công tác vào Sài Gòn cách đây 3 ngày ạ. Đó, là khi mà con vào là anh ấy sẽ nói một câu là: em đi vào Sài Gòn hả? Đi với Hà hay đi với Vi? Ồ, có nghĩa là không cần hỏi con là có cần Hà hay Vi đi cùng không, mà sẽ là đi với Hà hay đi với Vi. Và sau đó thì anh ấy sẽ nói một câu, anh ấy sẽ bảo với bạn Hà là gì? Một tiếng hãy báo cáo cho anh lại một lần xem là sếp đang làm gì. Trợ lý. Trời ơi, bạn trợ lý quản lý đó. Rồi có một cái ngày mà nó đặc biệt đến cái mức độ mà anh ấy nhắn tin cho bạn Hà, anh ấy nhắn tin là 5 tiếng rồi chưa báo cáo. Đó. Như vậy luôn ạ. Thế là bạn Hà, bạn ấy chỉ chụp đúng một bức hình của con, bạn ấy trả lời lại là gì? Báo cáo sếp, sếp đang ngủ ạ. Có nghĩa là 5 tiếng rồi con đang ngủ là nên là bạn ấy không có báo cáo. Ví dụ như là con mặc một cái váy đi làm ấy ạ. Ví dụ đôi khi mặc cái váy xì tin mà ngắn ngắn một chút ạ. Anh soi cái camera, rồi anh ấy hùng hổ chụp cái camera lại, zoom sát, zoom rỡ nữa. Trời, xong rồi anh về anh đùng. Tại sao đi làm mặc cái váy ngắn như thế này mà tại sao lại ngồi với các em như thế này được? Trời ơi, anh đùng nổi giận rồi là trời ơi, dữ. Nhưng mà mỗi lần như vậy thì con phản ứng như thế nào? Lúc mà anh ấy ghen là cái số 1 bùng nổ luôn đấy ạ. Nhưng mà con xa dữ lắm, cách nào? Con chỉ biết xị mặt thôi chứ không biết làm nào hết. Vô thay quần đó. Xong rồi xin lỗi, nhưng mà trời ơi, anh ấy làm căng lên và nhớ từ đó thì sau là phải mặc đồ dài, rồi thì là ví dụ ngồi với các em nhân viên nam chẳng hạn là phải ngồi cách xa một chút và không có. Trời ơi, anh tia camera dữ lắm ạ. Và đi đâu cũng có người bên cạnh hết ạ. Rồi còn gì nữa không? Còn tật xấu gì nữa không? Con thì con thấy là không có tật xấu gì nữa rồi ạ. Một người chồng rất tuyệt vời. Thì đó, thì nhưng mà cái điều con mong muốn chồng thay đổi là điều gì? Con mong muốn chồng thay đổi ạ. Là con nghĩ là thôi cứ như thế này là rất tuyệt vời rồi. Vì chồng con, trời ơi, chăm con lắm. Chiều con dữ lắm. Vâng. Hầu như là con như công chúa vậy. Con bảo là tại sao không lấy chồng sớm hơn, thấy sướng quá. Có nghĩa là tại thời điểm này thấy sướng. 22 tuổi lấy chồng là đã sớm rồi. Nhưng mà còn muốn lấy chồng sớm hơn nữa. Vâng, tại vì thấy sướng quá. Tụi con biết không, các cặp vợ chồng thường những năm đầu lấy nhau là hay cãi nhau lắm. Dạ. Hay cãi nhau mà hay này kia nọ. Đây không là mà. Cái cặp đầu tiên mà mình thấy là trong không, chắc là tầm một năm đầu là cũng ấy. Có cãi nhau đúng không? Có. Nhưng mà con cảm giác ít lắm. Ít thôi, nó không có quá nhiều, kiểu ngày nào cũng xảy ra. Nhưng mà đến tầm kiểu càng về sau thì đến tầm mấy giờ kiểu chán chả muốn cãi nhau mình thiệt. Thì bởi vậy cho nên giờ tụi con mà đã hình thành được một cái nền tảng như vậy á, là nó quá tốt luôn á. Phải giữ gìn, tại vì thực ra 24 tuổi vẫn còn trẻ dữ lắm. Dạ. Còn rất trẻ luôn á, cái đường đi ở phía trước tụi con còn dài lắm luôn á. Cho nên rằng cứ nương nhau mà sống để mà đạt được cái hạnh phúc lâu dài. Dạ. Và cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ, mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, con tên là Võ Văn Công, 26 tuổi. Hiện đang làm việc tại một công ty bia. Con đến từ Bình Dương. Bình Dương hả con? Dạ. Thôi bây giờ mời con. Dạ, chào cô Hồng Vân, chào chú Hận ạ. Con là Nguyễn Hoài Thương, năm nay 26 tuổi, con đến từ Bình Dương. Con làm nhân viên văn phòng và làm bạch thêm, làm bách cấp.
À, là make up hả? Dạ. Rồi bây giờ kể cho chú nghe đi. Đó, câu chuyện tình của hai con. Lần đầu tiên các con gặp nhau là ở đâu? Dạ, lần đầu tụi con gặp nhau là sau một năm học chung thì mới gặp nhau. Học chung đó là cấp mấy? Dạ, học chung đại học năm nhất. Nhưng mà học chung lớp nhưng mà không có nhìn nhau giờ hết. Dạ, không có ấn tượng gì. Tại vì một... các xa ngồi xa dạ, gặp thì nó cũng ấn tượng gì. Thực sự cái đó là có. Tại con là lúc ban đầu làm lớp trưởng của lớp đại học đó. Còn bạn này có một ấn tượng lớn là bạn ấy hay rất là cúp học. À, cúp cua. Con thì cua. Hay điểm danh. Điểm danh đó là cái bạn Hoài Thương này thì con cực kỳ ấn tượng là sau nghỉ học hoài. Nghỉ học hoài luôn đấy. Mới đầu là để ý cái tên là việc cúp học rồi đến bao giờ thì để ý đến con người? Đến một lần đi đi chơi với ngoại khóa với cả lớp. Thì lúc đó thì hai vợ chồng lại bốc thăm chung một nhóm với nhau. Và tình cờ hơn nữa là ngồi chung ghế với nhau trên xe luôn. Cái lúc đó thì ra ngoài Phan Thiết thì bạn ấy có chụp hình và có kêu con chụp hình. Kiểu như giống kiểu ông bị lần đầu được gái rủ chụp hình hay sao á. Cái bị sốc không? Ông ảo tưởng, ông tưởng như đâu là mình thích ổng hay gì. Nhưng mà cái lần chụp hình đó là con có tạo được một ấn tượng gì với cô gái này hay không? Dạ, dạ không, mà lúc đó con cũng không có nghĩ nhiều về cái tình cảm giữa hai đứa. Tại vì cứ nghĩ là mình chung nhóm mà mình chụp hình với nhau là bình thường thôi. Cái lúc mà đi về á thì ngồi kế bên thì bạn ngủ. Bạn ngủ và bạn dựa vô vai con trên cái quãng đường mà từ Phan Thiết về tới cái Bình Dương. Thường mà ngủ mà dựa vô vai như vậy rút như vậy đó là hay ướt cái áo lắm. Dạ không. Biết ngay luôn. Dạ, lúc đó con thấy bạn đẹp không? Lúc đó ngắm bạn không? Quay qua nhìn nè. Dạ có con. Tại vì bạn này theo con thấy là được nhất lớp nên là con có để ý bạn này. Có để ý đúng không? Với lại cái ấn tượng đặc biệt luôn là mình quá mỏi vai, mỏi lưng nữa. Mình phải đưa cái vai cho bạn ấy vẫn ngủ. Chịu đựng đó. Dạ đúng rồi chú. Ngủ ngon không con? Dạ ngon. Đàn lắm đúng không? Tại vì thơm. À, người bạn này thơm. Mà con thích con trai có cơ bắp chứ. Cái tự cho thấy nó chắc. Mê luôn. Là con mê luôn. Là ý là mê lúc đó là ngủ ngon thôi chứ phải mê không được đâu. Nhưng mà sau đó thì như thế nào? Giờ thì cũng có nhắn tin. À. Thì cứ nhắn tin như vậy một thời gian cái sau có những lần đi chơi nữa. Là rủ đi chơi. Sau nhắn tin bao lâu thì rủ đi chơi lần đầu tiên? Tới Noel mới bắt đầu đi chơi riêng. Là con chủ động coi như là con nhắn tin con rủ đi chơi riêng đúng không? Dạ đúng rồi. Đi đâu? Đi cà phê. Dạ Noel thì đi cà phê, mình đi dạo phố vòng vòng cái trên Hữu Nhân Một nơi tụi con học đó. Rồi đi đến bao lâu thì con mới tỏ tình? Dạ tầm cũng 2 tháng 3 tháng sau. Ủa? Đâu, đừng có mình tỏ tình trước Noel chứ. Mình quen nhau trước Noel chứ. Ủa nhưng mà cái lần đầu tiên mà con tỏ tình đó là con tỏ tình ở đâu? Con tỏ tình ở nhà cái phòng trọ của bạn này, bạn ở chung với một vài bạn nữa chung lớp. Cái lần đó thì lớp có tổ chức ăn uống rồi có uống một ít bia. Có men rồi đó. Vậy là mượn men cái tỏ tình. Dạ. Cái lúc đó thì con xỉn rồi, con xỉn con ra ngoài trước. Bạn ấy đứng đó, cái con tỏ tình là con hết thương. Con bổ sung thêm giây phút này. Ổng vừa mới nói xong cái tự nhiên ổng kêu chị Huệ ra gặp luôn. Cái con dọn và ổng say á, cái ổng ra hết, ổng nói luôn. Dạ ổng vừa mới cầm hết thương cái ổng làm vậy lên, lúc đó con chưa kịp suy nghĩ là ủa là sao, là hết hay là không hết. Có nghĩa là vừa tỏ tình ta xong là ói liền, giống như nhìn vô mặt nó cái mắt ói. Dạ ói đúng rồi, kiểu như con mình bị tổn thương nó, trời đất, cái mặt ủa sao cho tự nhiên nhìn tôi ai nói vậy, tổn thương đúng không con? Dạ đúng rồi, mình vừa tức là tại sao ói mà mình phải dọn nữa. Mà nhiều nữa. Lần đầu tiên mà tỏ tình mà bị ói, bị trục trặc. Dạ rồi sau đó tình yêu của mấy đứa, tình yêu thời sinh viên kéo dài bao nhiêu lâu? Tới bây giờ khi tụi con đã cưới nhau được 6 tháng rồi là khoảng 6 năm 4 tháng và 20 ngày. Yêu là suôn sẻ không? Có gây lộn đập lộn rồi có chia tay chia chân chia giò gì không? Ổng thì ổng không dám đập con đâu, cũng dám đập đồ đâu. Còn có giận nhau thì sau khi tụi con đi Nhật về thì có khoảng thời gian mà tụi con phải lo cho công việc. Đi đâu? Đi đâu? Đi Nhật Bản. Là hai đứa điên lượt hai hả? Đứa cùng đi làm mà bên đó. Dạ đúng rồi. Vợ con đi trước con khoảng 6 tháng.
À, dạ. Nhưng mà hai đứa cũng làm chung một nơi không? Dạ không, làm xa nhau. Dạ. Ừ, dạ. Ở bên Nhật mà làm mà hai chỗ nơi rất nhau cũng xa. Không, nhưng mà đi xe lửa thôi đúng không? Dạ. Xe lửa đây cũng để gặp nhau thôi. Dạ, đúng rồi. Nhưng mà các con đi qua bên đó là làm việc gì bên đó? Dạ, con thì làm về công ty băng keo. À. Chồng con thì làm về nhôm cửa. Nhôm. Dạ. Nhưng mà ở bên đó bao lâu thì các con mới về? Con thì ở gần 2 năm. Chồng con thì hơn 1 năm. Nhưng mà lúc đó là khi mà ở bên Nhật là tụi con ở hai thành phố khác xa nhau. Dạ. Mà đi xe lửa thì mấy tiếng mới gặp được nhau? Con đi vừa đi tàu điện vừa đi xe buýt là khoảng 3 tiếng mấy 4 tiếng. 3 tiếng mấy 4 tiếng. Dạ. Vậy là một tuần gặp nhau được mấy lần? Dạ không, con thì đi sang khoảng 2 tuần con đi một lần. Chồng con sẽ đi xe đạp từ nhà ra tới ga để rước con. Đã nhắc đến cái chuyện mà đi Nhật đó thì đó chỉ là một trong những cái kỷ niệm mà hai vợ chồng con sẽ nhớ suốt cuộc đời đúng không? Tại vì cái lúc mà khi mà vợ con qua là cái chuyến tàu cuối cùng rồi, nó sẽ không còn nữa. Mà 12 giờ đêm á thì buổi tối bên Nhật nó rất là vắng, không có ai ngoài đường hết. Bữa trời mùa đông á, tuyết không có. Dạ, tuyết thì nó rơi dày nè, phải bờ tuyết mà đi, mà hai đứa đi dưới trời tuyết vậy. Nó đẹp. Đẹp luôn. Kể lại thấy đẹp quá em. Dạ, rất là đẹp. Từ lúc mà ở bên Nhật về là bao lâu rồi? Dạ, con về là tháng 7 năm ngoái. À. Là cứ tháng 6 7 năm ngoái đúng không ta? Năm trước. Năm trước nữa. Dạ, trước dịch ấy. Mà, đúng không? Đó. Về là cưới liền luôn hay sao? Dạ chưa. Về thì ba mẹ bên chồng cũng hối, cũng muốn cưới luôn. Ừ. Nhưng mà hồi sau thì lại suy nghĩ lại thì từ từ. Cái tụi con quyết định là đi làm rồi trải nghiệm một thời gian, rồi xong chuẩn bị tới là tính là sang năm nay cưới thì dịch. Qua Tết chả không? Không phải dịch mà là chia tay á, cãi nhau chia tay. Ồ sao vậy? Lý do gì? Dạ tại có cái khoảng thời gian chia tay là tại vì hai đứa bệnh lo cho kiểu nhiều thứ quá. Cái thành ra con thấy ông này không quan tâm gì con hết trơn. Mà trong khi con về đi làm thì thấy cũng nhiều anh tia. Mà ổng thì lại không quan tâm. Cái tự nhiên mình đã chặn hỏi chứ, dạ, kỳ nào. Kỳ tại vì trong khoảng thời gian mà bên Nhật mấy hai năm thì không có cãi nhau lần nào. Trong cái khó khăn thì không có cãi nhau. Dạ đúng rồi. Mà về lại gần nhau làm như gần quá, cái nó gây cũng như là nó phải kiếm chuyện để gây lộn. Dạ sao? Đúng. Nhưng mà sau đó thì quá giải được đúng không? Là tại vì dạ, con có giải thích không? Vì người ta phải lo tiền, ta cứ cưới vợ. Dạ, cái lúc đó không phải là con không quan tâm vợ, mà tại vì cái áp lực từ công việc mọi thứ nó đến với mình nên là không còn được như cái lúc hồi bên Nhật. Nhưng mà cuối cùng thì các bà con cũng bước qua được cái việc đó để mà bây giờ làm vợ làm chồng. Dạ. Rồi thôi mình kết thúc lại cái trang lãng mạn đi. Trang kết thúc đi chị ạ. Tới cái trang này nó chuyển qua cái trang gọi là thực tế phũ phàng. Thực tế phũ phàng. Ủa nhưng mà các con là cưới nhau bao lâu rồi? 6 tháng luôn. 6 tháng. Dạ. Nhưng mà biết nhau 6 năm rồi. Cho nên chắc chắn là cũng sẽ phải lòi ra một số tật xấu cái... nhưng mà lòi ra ào ào đúng không? Đó, đâu nè coi có tật xấu gì không, kể cho con kể trước đó. Dạ vợ con thì tật xấu thì cũng ít, nhưng mà chủ yếu là rất là bề bộn. Với tại tính con gái mà về mỗi khi đi làm về mệt, với lại bây giờ cũng đang có em bé nên là mệt rồi cứ văng chỗ này một cái chỗ kia một cái. Dạ. Ê. Mấy tháng rồi? Dạ 4 tháng. Bốn tháng rồi, chúc mừng. Như vậy là coi như không cho là tật xấu. Không là tật xấu luôn. Không phải, giờ tao lo này thay đổi không nữa. Không phải, tao mệt, nội tiết tố, tao thay đổi, tao mệt. Thôi ủng hộ. Dạ, từ trước đó cũng có, nhưng mà bây giờ thì nhiều hơn. Nó dựng cãi chày cãi cối. Nó dựng cãi chày cãi cối là giờ nó bừa bộn. Thôi, vẫn rồi, chấp nhận, rồi. Tật xấu bừa bộn. Dạ. Sao nữa nè? Cứ nấu ăn thì con cứ phải ngoài sau, rồi nấu trước con ngoài sau, con dọn tiếp sao. À, đó, đó là bừa bộn đó. Rồi, sao nữa nè? Còn gì nữa không nè? Hay khó chịu thôi. Khó chịu là tại nội tiết tố thay đổi. Thôi nhưng mà trước đó khó chịu không? Dạ có. Khó chịu là bản chất rồi. Dạ. Nhưng mà khó chịu ở những ngày khó ở chứ. Nhưng mà khó chịu nhưng mà có hành hạ em không? Có hay cằn nhằn em không? Dạ có. Cái gì mà không vừa mắt là cằn nhằn con liên tục luôn. Rồi còn gì nữa? Ghen tuông đồ, bậy bạ đồ. Dạ ghen tuông thì con nghĩ là chắc không có bậy bạ, tại vì cái tính mà bạn em ấy vậy. Tức là ghen đàng hoàng chứ phải ghen bậy bạ đúng không? Bạn ấy có một cái danh sách đen của bạn ấy, chỉ cần mà mấy người mà trong cái danh sách đen mà like Facebook hay là bình luận hay gì con là kiếm chuyện với con cái rồi. Đó là ghen bậy bạ. Dạ. Nha, con phải xác định vô cái đó là ghen bậy bạ. Ghen vô thưởng vô phạt, ghen cảm tính. Thôi diễn lắm Facebook luôn đi. Cái đó là rớt ra những ngày khó ở mới vậy, nhưng nhà bình thường rồi bình thường cũng vậy luôn. Ngày bình thường học con không sao tới con đó. Tại vì cũng quen lâu rồi á, tới bây giờ lúc mà cưới về thì chị thấy có cái tật xấu là nóng tính. Có lần ổng về ổng la con là tại vì con đi làm về cái con mệt con nằm á, xong rồi con ói con mệt,
cái con nằm con phụ rồi không làm gì hết trơn. Xong bữa đó không biết ổng bị gì, xong ổng khó chịu, cái ổng kêu là sao mà nghét gì mà nằm mệt rồi như này thế kia, phải dậy để cho con nó khỏe chứ không có nằm được vậy. Cái ổng la, cái con lúc đó con đang bực nữa, con mệt quá, cái con la lại, hai đứa cãi qua cãi lại xong giận nhau, tại vì con thấy là ổng không có hiểu cảm giác nghén của mình. Dạ kỳ vậy, người đàn ông không ăn bầu. Cái đó là tại không phải vì con không hiểu tại sao vợ mình cứ bị như vậy hoài mà mình không làm gì được mình hết. Sốc ruột quá đúng không? Dạ. Con sốc ruột quá. Vợ con là từ hồi mà có bầu, phát hiện có bầu á, rồi lúc sau này gì con cũng làm hết á, kiểu gì cũng làm hết, mà cứ trải qua cái việc mà chứng kiến mỗi ngày thấy vợ cứ mệt rồi ăn không được rồi ấy này kia, vật vờ mình rất là khó chịu, trong khi mình không biết để làm như thế nào để cho hết. Hết đó, đúng không? Dạ. Mà không biết cách nói cho nên cuối cùng là dạ, đúng. Trở nên cái gì là gây ra chuyện đó. Dạ. Nhưng mà thôi bây giờ trong lúc này là phải tâm lý nghe. Đúng dạ. Rồi. Phải biết vợ mình lúc này là phải nhường bà đi. Dạ. Nghe con. Rồi sao nữa nè? Chồng con có lãng mạn không? Dạ lãng mạn chắc không có điểm nào luôn á, không có 10 điểm chắc không điểm. Trước giờ hay tặng quà tặng hoa và nói những lời yêu thương với con? Dạ nói yêu thương thì dạo này cũng bắt đầu có rồi, tại vì tập nói cho con á nên là nói luôn cho vợ. Dạ rồi về tập luôn đi con, tập bắt đầu nói lời yêu thương rồi. Dạ. Bây giờ tập bắt đầu mua đồ tặng rồi đó. Dạ. Rồi bây giờ nè. Dạ. Mong muốn ông xã mình thay đổi điều gì? Dạ con chỉ có một mong muốn là có những ngày mà chồng con mệt hay là gì chồng con nói, để có lúc đó con không phải bị khùng lên con chửi sảng á. Rồi còn con mong muốn vợ thay đổi gì? Dạ thì con cũng mong muốn vợ thay đổi là bớt bừa bộn lại thôi. Chỉ có cái tật đó thôi. Dạ. Con, cái mong muốn của chồng con là chính xác. Dạ. Tại vì á sau này á mình sẽ có con, mà con biết không, khi mà mình có con á, cái đầu của mình nó giống như cái máy vi tính vậy đó con. Chăm con á, giờ mình phải làm cái gì đầu tiên nè, trong lúc làm này á thì cái gì phải tiếp theo nè. Dạ. Là nó giống như là bộ máy vi tính vậy đó. Dạ. Và phải cực kỳ gọn gàng, tại vì con biết sao, đồ em bé hoặc đồ mình để đâu á, mình chỉ cần giói tay ra là mình lấy được cái điều mình mong muốn liền. Dạ. Con phải tập cái đó. Dạ. Thì con nó sẽ hưởng được hết những cái gì mà gọi là sung sướng nhất. Dạ. Đó là như vậy. Dạ. Rồi. Cảm ơn hai con nhiều. Bây giờ mời hai con đến với cái phần hấp dẫn nhất của chương trình. Và bây giờ sẽ là phần kiểm tra hữu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có những phần quà như sau. Trước tiên đó chính là mắm tôm Bắc Trí Hải 115g với thành phần 80% ruốc tươi và muối, pha thêm một ít gia vị khuấy đều cho đến lúc nổi bọt, dùng để chấm hoặc nêm trong các món bún, tạo ra những món ăn ngon trong gia đình. Mắm tôm Bắc Trí Hải ăn vào nhớ mãi. Và món quà thứ hai đó chính là bộ quà tặng đến từ nhãn hàng Lavina Food, sản phẩm nước dinh dưỡng tế bào mía Mitazi. Nước dinh dưỡng tế bào mía Mitazi được chiết xuất từ những cây mía tươi ngon ở vùng Lam Sơn, sản xuất theo công nghệ hiện đại của Đức, chứa nhiều loại axit amin và các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể, đặc biệt là hợp chất octacosanol tự nhiên, mang lại tinh thần thoải mái và vui khỏe mỗi ngày. Và thứ ba đó chính là bộ sản phẩm We Well Cool, bao gồm 2 thùng nước uống, phần thảo dược giúp thanh nhiệt, hỗ trợ thải độc gan. Món quà thứ tư đó chính là nước uống Ion kèm cao cấp Fujiwa, sản phẩm được sản xuất theo công nghệ từ Nhật Bản. Fujiwa không đơn giản chỉ là nước, mà là loại nước uống tốt, có lợi cho sức khỏe, giúp cân bằng pH, bổ sung vi khoáng chất thiết yếu cho cơ thể. Nước Ion kèm Fujiwa có thể sử dụng hàng ngày cho mọi đối tượng. Và đi kèm với món quà này đó chính là một miếng cước chùi nồi. Còn bây giờ là phần kiểm tra hiểu ý. Các bạn đâu lưng lại nè, đâu lưng lại nhau nè. Nụ hôn đầu tiên ai là người chủ động? Wow, nhớ chưa? Chồng hay vợ? Đầu tiên. Nụ hôn đầu tiên ai là người chủ động? Thường là mấy anh chồng chủ động hết. Câu hỏi quá dễ chị Một à. Rồi mời hai vợ chồng em quay ra coi, ai là người chủ động hôn, nụ hôn đầu tiên? Quay ra. Chồng, chính xác. Chồng, thấy chưa? Thì là chồng thôi không chứ có bà vợ nào mà chủ động hôn hết trơn á. Với kết quả vừa rồi thì xin mời hai anh chồng chủ động bước lên một bước. Hai anh chồng bước lên một bước. Rồi nhìn nhau cái đi. Chuẩn bị. One, two, three. Rồi thôi. Một phát một. Rồi. Như vậy thì mời hai vợ chồng em chọn đi. Màu nào? Màu xanh. Hai vợ chồng em màu nào không? Màu hồng. Hả? Hồng chỗ chọn màu hồng. Thôi gì, chị màu gì? Chị màu vàng. Rồi em màu đỏ chị thôi. Ừ, vậy thôi. Mời các em bước lên. 2, 3, mở. And... Wow.
Chúc mừng chị đã trúng được thùng nước nha. Trời ơi, cầu được ước thấy luôn. We welcome. We welcome. Trời ơi, uống vô nó bổ dưỡng lắm chị. Nó là thảo dược mà. Mà đặc biệt cái nước của nó không có ngọt cắt nha. À, chúc mừng tôi đã nhận được một phần quà, đó chính là Mitazi. Mời hai cặp vợ chồng chuẩn bị mở nào. 1, 2, 3, cuối. Wow. Ôi, nước mắm Chí Hải. Ôi. Sao, con khoái ăn mắm hả? Nước mắm, chứ ăn nước mắm không? Nước mắm. Còn đam mê đam mê mắm đúng không? Rồi, với kết quả khui hộp vừa rồi thì chúc mừng hai vợ chồng em đã nhận được một phần quà, đó chính là sản phẩm nước uống ion kiềm cao cấp Fujiwa, và đi kèm với món quà này đó chính là gì? Đó chính là miếng cước chùi nồi. À, cầm đi. Ý nghĩa của miếng cước chùi nồi là gì? Miếng cước chùi nồi này nó có ý nghĩa không phải là về để chùi nồi, mà là đem về treo ở trên giường, treo lủng lẳng cho nó mỗi ngày các em nhìn thấy miếng cước chùi nồi. Ý nghĩa của nó là gì? Đó chính là một sự hạnh phúc bền chặt, không có gì mà rứt, không có gì mà cắt, không có gì mà xé ra được. Đầu năm trà, cuối năm có em bé. Đó. Chúc mừng hai vợ chồng của Thủy Thiên đã nhận được một phần quà, đó chính là mắm tôm Bắc Trí Hải, ăn vào sẽ nhớ mãi. Rồi, kính thưa quý vị, đến đây thì thời lượng phát sóng của chương trình Vợ Chồng Son của tuần này đã hết. Thay mặt những người thực hiện chương trình, Quốc Thường xin cảm ơn quý vị khán giả đã luôn luôn yêu mến và ủng hộ chương trình Vợ Chồng Son. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối Chủ nhật hàng tuần lúc 22 giờ trên kênh HTV7 với chương trình Vợ Chồng Son.